Sang xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay anh Hải đi câu lướt mà cầm bao theo đựng cá luôn rồi. Bao thì anh Mớp anh quẩy theo để cắt bắp chèn lên trên cái miếng đất phía trên đó. Bắp này nó cổ trâu choàng rồi, rồi mình cắt tiễn cây hai trái, mình cắt tiễn trái chừa lại một trái để mình lấy trái bự mình bán đây. Còn ở dưới này thì mình cắt xong rồi nè cả nhà, bắp này nay trái bự rồi, cũng may mắn là đợt này thì cũng còn có giá. Đây mình cũng đã mới vừa bán rồi, này tầm khoảng chừng 12 ngày nữa là có thu hoạch là hái được rồi nha cả nhà. Bây giờ thì nó mới có ngậm sữa, mới có hột non, hy vọng là giá cả ổn định để bà con mình là mới có chi phí để thu hoạch, mang lại lợi nhuận cho bà con mình đỡ khổ cả nhà ơi. Thì cũng không quên cảm ơn cả nhà mình đã yêu thương rồi luôn luôn động viên cho anh em làm, để anh em phấn đấu làm mùa màng cũng thuận lợi, trúng mùa được giá. Xin cảm ơn cả nhà mình nha. Hả, ngoài này nè anh Hải, qua mương bển đi, mương bển bên đây nó dồn xuống mương cho anh. Mới bơm nước vô, không biết cá nó lên đất không này nè. Đây mình kéo thử coi có cá không. Đây cái bắp này thì nó mới ra chèn cả nha, mới vừa chỗ cờ đều à. Đó. Một cây hai trái thì mình cắt một trái dưới còn chừa trái trên. Khi nào mà trái trên nó bị sâu quá thì mình cắt trái trên chừa trái dưới. Trái này cắt được. Cái nào sâu á mình cắt trái trên chừa trái dưới. Bắp này mình mới cắt, đây mình lột ra. Lột ra nó rất là ngọt nha. Đó. Cái này luôn nè. Cắt một trái giờ chừa một trái cả nhà. Vậy là em cắt bắp luôn với mớp luôn. Thôi thì cắt cá đi. Cắt cá hả? Anh đi cắt cá không làm. Mấy trái không đủ mớp cắt nữa. Thôi để anh mớp cắt đi. Bữa nay thì ít, bữa nay mình mới tiễn à. Ở trái đó nhỏ lên Phước ơi, nhỏ lên để cắt. Đúng rồi. Nhỏ, xíu à. Trái đó còn nhỏ. Trái đó mồm anh cắt để dành chim bột là được. Bắp này nó trúng cắt con dâu bự bự, dâu dài á. Rồi, em đi cái lưới này tôi đi cắt bắp đây. Mình nghe xuống mương nhà mình nhìn mình dọc cái bờ mương nè. Đất này thì mình thuê cái nhà. Đất thì làm nhiều lắm mà toàn là đất thuê không à. Đi hấp không? Cắm không? Có cho muốn hả? Muốn, không nhớp trời rồi. Nước nó nhiều quá cá nó lỏng ra. Cái này lên trên đường mương hết trơn rồi lấy gì đâu kéo cá. Bây giờ coi tình hình êm không, em thì mình kiếm mương khác mình kéo. Kiếm mương khác rồi, mương này cá mượn đó lỉnh lãng lên đường mương trời. Nước còn nhiều quá ha. Bơm khai ra mà chưa cạn. Bây giờ anh em mình chạy đi kiếm cái mương khác thôi. Anh em mình qua cái mương thấy cá nhiều quá, đây mà biết cá gì. Giờ anh em mình xuống mương này kéo thử một lưới coi nha. Hình như là đầu trong bít lại ha anh Phước. Giờ nước một tới đầu trong luôn ạ. Chơi một phát một luôn phải không? Cá dội. Cá dội cho cái này dội. Đi một phát một luôn đi. Mà cũng cạn ha anh Hải. Đi trước đi. Anh Phong đi trước rồi có ếch nhảy xuống không? Ở dưới nước lạnh phải không? Họ heo luôn coi. Chát đắt cho nhìn dữ. Wow. Hết sức cái miếng bắp chèn này trúng luôn rồi. Lá bồ ngót nhóc chân anh Phước.
cái này có nấu canh được ha, hay lá bồ ngót nấu canh được. Em nhớ rồi đó, bồ ngót này mình nấu canh với gì nè, chuối gì nè anh Phước? Chuối nấu canh với chuối mà chuối gì mình gói bánh tét? Đá xiêm hả? Động cái dậy ra đằng kia. Sao hồi nãy đấy tình hình sao? Có kìa nhưng mà ít chứ không nhiều. Phải có thôi chứ. Cái gì? Phá hoa từ cái gì ngoài? Dạo đó, có đó, 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 có gì? Ôi. Rồi chừng hết. Dạo dạo nhẹ nhẹ đi. Dạo dạo cá dần. Rồi xuất ra đem lên đi. Trời ơi. Rồi dở lên mình kiểm tra coi có hết không. Có phù vàng không ấy? Vàng. Trời có ớt không chừng nhảy nha. Ôi ôi, nhóc chân nè ôi. Ôi ốc nhóc chân kìa anh Hải ơi. Bữa nay ăn cá không ăn ốc ha. Ăn cá nè. Ốc lụm lên gì thôi, coi cá có ai ăn nhưng mà. Thấy cái bọc không ba? Lụm ốc bự này kìa. Tép nè, tép bự lắm. Tép cua luôn nè. Tép với cá lộn xộn gì nè, mình chiên nó mới ngon. Cái chiên bột không vậy? Dạ, bữa nay lâu lắm mình không ăn không làm món chiên bột chứ lại thấy thèm. Tép còn bự thôi. Để anh mớp cắt bắp bên điện thoại nữa, anh đói bụng chắc anh ngon dữ ra nha. Ăn chút mình lấy vậy cái bắp mình sắc cho sợ sợ không khó làm thêm môn. Vậy ha. Được không? Thêm môn mới ngon. Được. Thêm môn thì nó có tinh bột, nó ngon hơn. Bắp nó đậu được. Nửa món rồi. Bây giờ mình vừa thêm môn vừa bắp luôn. Thử coi cái món nào ngon ha. Ừ. Món này nào ngon là ăn hết đó. Đẹp lắm. Vũ nào giờ chưa ăn cá ăn tôm chiên bột không? Chưa. Bữa nay ăn là không buông đũa đó. Không buông đũa. Không buông đũa hả? Buông đi bị đứt cánh tay đó. Dữ không Phước? Phước hả biết gì quá không? Biết gì quá không? Cái gì Huy không? Hả? Cái gì Huy không? Bắt luôn, bắt về về đây kho. Bắt đi, bắt đi, bắt về kho cho mấy anh để mình ăn. Trời, mọn tay luôn hả? Thầy chó. Thầy anh Phước kìa, thầy anh Phước kìa. Thầy sẽ qua đây đi. Hay quá anh Hải ơi, một tay một luôn. Ồ, con cá to. Chú dấu một, chú dấu vợ. Mập. Rồi, cho cá dữ lắm rồi, cá cá rồi, cá tông rồi. Trắng lướt không? Chưa bắt gì chứ không hết. Mương này đừng có ớt nữa đó nha. Chưa chưa, thấy mấy cọng thơ. Rồi, dữ lắm rồi. Lắm rồi, dữ lắm rồi. Đúng luôn hả? Ừ. Đúng luôn. Đúng luôn. Đâu? Ồ, cái sạc không? Nhóc vô. Quá kìa, nhóc qua chân kìa. Ôi, gắt, gắt, gắt. Ở đâu? Gắt bự. Hả? Gắt bự. Gì vậy lên? Cầm đi, cầm, cầm lại, cầm. Ê, coi chừng nháy vé, coi chừng nháy vé vô. Ờ, chồng xíu coi nhảy à. Chứ nó bị đòn dính bài. Xíu à. Mười có hết thầy coi. Rồi, thôi hết bự. Vô anh ba ơi. Vô anh ba. Bạn gì luôn. Kiếm cá nhiều nữa. Cầm 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 cái cây tiếp. Tiếp tiếp cái cây. Ồ, cá tầm nè. Quá luôn rồi. Có ớt mà. Wow, con nào đấy nè. Này kêu quá con nào gì nữa. Con tông đá nè. Hết sức rồi con nào nấy bự. Tông bài, tông béo. Lưới này đủ ăn luôn bơi. Rồi. Lưới đưa mặt sức mà ăn. Lắm cá không? Lắm cá. Chẳng giờ hết bằng kia nữa. Đâu ở đâu? Đó. Được không? Em bắt cái hàng ba. Mày kéo kiếm vài con cái mình nướng mỏi luôn ba. Nướng mỏi luôn. Biết nướng mỏi không? Nướng mỏi luôn sao không biết. Nướng mỏi nữa. Nói không biết nướng mỏi hả? Trời ơi, nướng mỏi ăn một cái hay không? Chờ cái gì này để anh chi biết không hả? Chi. Có nữa buộc tụi nó. Chắc ăn quá anh ba. Tự tin mới được chứ. Rồi các tổng còn bên này có một mẻ cá chiên bột ngon lành rồi. Ừ.
Để cho có màu xanh xanh thơm thơm, thơm mùi hành ha. Tiêu anh mà. Để môn như trước hả? Để cá hay vậy? Đúng. Thua đầu bếp nè, đầu bếp cho gì vô cho. Cho gì vô chết không? Cái gì cũng được, chẳng nên dùng cái môn trước đi. Tại mình quậy môn trước đi. Ừ. Cho điều môn cá nên quậy vô nó nhừ con cá. Có phải môn vô cái đầu nó chiên nó bột ăn bùi bùi thơm ngon lắm. Cái mùi môn giá thơm lắm. Cá vô anh bà. Cá vô phải không? Ừ, rồi có ít mà chừa lại hả chứ sao chứ gì chiên luôn hay vậy? Để vô luôn như trộn đi rồi chiên luôn ha. Chiên nó thấm đi. Anh ăn cá một tâm không được mà nó ít gì sao? Không có được chứ. Nhiều chứ nha. Cái con máy lưới ăn được buổi chiều vừa lắm rồi ha. Ông ấy mình xút vô cho thêm phê môn hết luôn đi anh Phúc ơi, để bỏ ổ. Wow, làm cho sang quá nha. Hả? Này uống vụ tay gì? Vụ tay dữ dằn không? Đó ghê á, đâu có dữ hả? Hả? Tao mới tặng nè. Rồi bữa nay anh Hải chơi tới bến luôn à cả nhà ơi. Hôm nay cũng ăn mừng tới tay không? À. Em ơi chơi uống vụ tay mới được. Năm cũ thì bữa nay là 30 tay rồi phải không? Ủa lỗ 31. 31 rồi. Thì năm cũ cũng sắp bước qua rồi, năm mới cũng sắp đến. Thì anh em mình cũng xin kính chúc cho cả nhà mình bước sang năm mới được dồi dào sức khỏe, nhà nhà ấm no, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Chúc anh em mấy anh em mình lên được cái tuổi nữa. Khỏi chúc anh đang khỏi chúc mừng anh em mình được thêm một tuổi mới nữa không. Chắc ăn rồi nước đây là nha, xong rồi nha, lấy cái bít mình còn. Wow. Có bánh tráng không ta? Bánh tráng hả? Mình quấn lá cải cũng được. Có quấn lá cải xanh đó này. Hết sức bên này nhãn nó vô cơm dày cơm rồi, cái đầu trái nó no lên. Cây bên kia kìa, liệt xuống hết trơn kìa. Dạ. Cây bên đó hả? Quật xuống dưới trơn. Ý câu lên rồi đó còn quật. Xà đụng đất luôn. Chưa đâu, cái cây bên kia còn giữ nữa hả anh Hải? Để quay qua em quay cho cả nhà mình xem cái cây nhãn bên này. Cây trái mà thụ quậy thụ xuống đất rồi. Đi ngang cây cầu khỉ đó, đụng đất luôn. Đây cả nhà mình ơi, trái đây nguyên một vườn nhãn mà chỉ có mấy chục gốc mà có cây này là trái nhiều nhất, còn mấy cây kia ít trái. Không hiểu sao cây này nó sung hay sao đâu á, trái rồi nè, xà đụng đất luôn. Mình này cái này phải né được chứ, mình giả sử như bò né đi. Chứ nó vàng dầu hết dần. Lâu lắm rồi. Vô ngồi vô. Còn dần dốt chứ, dốt rồi dốt với ba. Quên tao. Quá thơm rồi. Tâm á. Vậy cái này mình làm lại đó. Ngon rồi. Lâu rồi á, mấy tháng rồi. Bữa nay anh em tụi con làm lại cái món này gì ốc ơi. Thèm. Thèm quá gì ốc. Mấy này phải dạy kìa nó nóc. Mau lắm, mau ha. Tự nhiên vàng là tự nó hết lên nè. Tự lên nè. Chưa anh Phước, tự nở vàng là tự phịch lên là mình thối vậy. Đẩy gì nhẹ. Anh chỉ có rau sống rồi. Xà lách, rau thơm. Rồi dưa leo. Dùng ta vừa mắm ơi. Nó bụng rồi. Nước mắm xíu được. Xíu là mình làm cái này là sao là duy sức ăn rồi. Khui rượu đi anh Hải. Anh Hải này chơi lớn luôn nha cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Người không? Đâu là đọc cái này theo gì vậy?
Sushita gì đó. Sushita. Nghe nó chi. Rồi, ông đọc Toyota. Rồi, đấy. Gì Sushi của anh đó sao mà. Sao mà cái chữ lạc nhớ ha. Đó là mù, anh đọc tiếng Anh đâu ạ. Chứ anh đọc được. Cái vỏ thì vỏ hiệu nha cả nhà. Nhưng cái bộ đồ lòng cũng được thôi. Chứ không phải bộ lòng giỡn nha. Chứ hộp. Cái nước là chuối hột chứ không phải nước dởm nha. Quá thật. Đó, vàng hả? Vàng không? Bữa nay mình kéo như thế này, kéo lưới cái mượn đó tép ít ha. Phải tép nhiều nó lộn xộn chứ cá này mình chiên rất là ngon. Ăn tàu dưới lớp, mình vô cá tàu dưới lớp. Kéo có thể là 3 lý. Hôm nay mình ăn tết tây mình chiên lớn ha, dụ nhậu Hennessy ha. Hennessy với cá chiên chiên bột. Mấy bạn để gì ở bên em luôn. Đúng hả? Còn ở của em hả? Ừ. Thêm thiếu quên của chị thấy không? À, giá gì ba? Mà giá cái vụ này vụ gì? Giá đàng hoàng nghe vô. Giá đàng hoàng. Giá đàng hoàng. Nãy giá đi. Anh giá nước anh không? Về nước của anh anh giá mới được. Phải vậy nó được nào. Anh Vũ ngồi đây cái đầm nhãn này nó khuất cái mặt của anh Vũ luôn nè. Có vậy ta. Dạ chúc nó vậy. Không được. Mất 7 ngày phải xin phép được. Hôm qua chúc ông nhờ được mấy vườn nhãn ăn chút nói cũng xin bắt bẻ trái cho trái một tờ thôi bắt bái đừng cạp ăn bẻ lộn vỏ đừng cạp nó nứt cạp nó nứt à. Thôi đó vàng rồi ba tới giờ dĩa thì mình cắt lại miếng vừa ăn đây miếng kéo này mình để hai miếng bên đây hai miếng bự hả cái bự nhỏ nó hên ba giá bằng vàng mà anh ba chơi bằng vàng tao chơi ơi một không về một người miếng đi anh ba ơi cắt ra đi ra đi mà mình cặp với ra mới ngon. Chuyện như chuyện anh ba. Trời ơi, phải thích hộp ngon. Vàng rồi. Biết nào được như cái món này nữa. Biết nào được như cái món này nữa. Hôm nào mình thích ăn nữa thì anh em mình xách cái lưới đi kéo một chút xíu rồi có ăn liền. Đúng rồi. Hả? Kéo thì nó không kéo thì không có cực gì mấy mà để có cái mằn á. Cái mằn nó cực lắm. Mằn cực ha. Ừ. Cái cá này mằn cũng hơi lâu. Đường ngang luôn. Ừ. Cái lòng tông nhỏ. Hết hồng giòn hơn bằng nha. Dùng tay. Giòn mà tay trái ăn cắt không được vậy. À đúng rồi. Cái này nè, cắt cái này là cầm kéo tay trái là sở trường của em nè. Rồi cuốn đi. Bây giờ mới phớt. Mà cắt nhìn ba. Rồi cắt xong rồi. Cắt nữa đi. Ừ, anh ba cắt xong tới em chứ. Bên nào để cắt đi. Cuốn sao hả? Cuốn sao? Mớp gió qua mớp rồi. Dài dài anh. Dài ha. Dài mình cuốn. Cuốn như sao? Dài sao đôi đũa sao gấp được? Vậy sao gấp được? Con mồm mà vô thơm lắm. Rồi, thơm nó bồi. Mớp cuốn mớp. Bồi. Mô mình vàng ngày tháng rồi cái có tinh bột nó bùi lắm. Cái này ép một nó ăn sao? Ừ. Ủa sao mới sống hồ ép bắp mà? Có bắp nhưng mà đều có cái bắp mình mới rồi sang dạ. Cầm máy thì làm cuốn trước đi. Cảm ơn anh ba nha. Bắp mình mới cắt chàng đầu tiên thôi mình để bán đi ngày mai mình nha. Mai mình ăn. Rồi. Nghe nó mới sống nghe nói có bắp gì đó. Dạ. Bắp không mớp. Thôi mình vô đây. Chưa để anh ba cuốn cái nữa đi. Để anh ba cuốn ra. Wow, ngon rồi nha. Đây mình trong khi giờ để mình chấm nãy mình lặn vô cho nó thấm nước mắm lên hả? Được. Anh này thủ sẵn giờ nè. Vô nè. Vô. 1 2 3 vô. Diễm Phước. Xin mời cả nhà mình nha. Mời cả nhà. Với nhân dịp là sắp bước qua thềm năm mới anh em mình cũng Happy New Year cả nhà mình luôn nha. Happy New Year cả nhà nha. Rồi cả nhà nha. Sang tôi dịch lại tiếng Nam là một Giáng sinh chúc cả nhà được là trong năm hạnh phúc bên lòng mà mới chứ không Giáng sinh mới Giáng sinh rồi tiếng Việt Nam lại vô ồ xin mời cả nhà cuốn cả nhà
Đây. Đúng rồi, ăn luôn. Ừ. Đó, mở cái nhà. Chấm được mắm cái đã. Ngon. Sao hồi nãy rượu nhập sao? Quá đẹp, ngon quá. Thơm. Uống lâu chạy dằn dằn con tử giống nóng thật thật giống không ạ? Đã quên làm thêm cái nữa mới quên, mới cắn cái chưa đã. Cái làm dọn ngon. Cặp ngon, cặp với rau này ăn nghe nó ngon hết. Nó ngon ngon sao ha ba. Để em cuốn này bỏ rửa mà mới. Bỏ đủ ha. Bắp hay gì? Bỏ rửa ngon. Sao cảm ơn. Cảm giác sao nha anh Vũ? Cảm giác sao? Bút cuốn cảm giác sao? Chưa. Nghe chưa cuốn hả? Chưa cuốn. Sao cuốn ngược vậy? Vậy nè. Vậy hết đát rồi anh hả? Hết đát rồi. Lặn rồi. Lặn rồi, bắt đầu hấp nè. Chà, mặn à ngang. Mặn chưa? Mặn à. Thôi mời cả nhà. Chà. Vô những vụ này nữa, vụ này nó ngon ghê. Chiều đây quá à, vụ này ngon nghe. Cái gì vô vụ bữa nãy nè. Dép hoài á, luôn nói được luôn kìa. Quá cay. Không hiểu được. Quá cay lắm ngon mà nghe. Vô. Quá ngon. 2, 3, vô. Ngon quá. Quá ngon rồi. Vô của anh Hải nhập ở đâu về mà sao ngon quá anh Hải? Không vô mà chép chép miệng nó ngọt ngọt hay nuốt vô cái nó thơm gì đâu. Thơm không? Sao thơm. Tả nổi cái nhà ơi, tả không nổi. Thơm mùi chuối hột hết biết á. Anh cũng nói. Anh Ba ơi, thơm mùi chuối hột hết biết á. Không có biết sao. Tại thấy anh Hải anh đang hiu lên cao quá kìa. Anh Hải ơi. À, có anh ông điện về hỏi thăm anh Hải là có phải ở bển gì không? Không ở gì. Ở bên cao mà nó ở bên cao Campuchia gì vậy? Hỏi anh Hải ở bển gì hả mày? Nói, không có anh ơi, anh Hải ở đây gấp công việc. Hôm nay tao nhìn nó giống ở bển nhiều quá. Từ quê ở đâu? Có lần đó mà anh đó. Ông gầy men vô nói Hải làm chắc ăn là người Campu luôn. Campu hả? Ừ, chắc ăn luôn mà ông để cho nó chắc ăn luôn. Giống mà. Không. Y gian mà. Còn đâu đi này cô Vũ hả? Tôi còn đi tới. Chốt thằng Sang đi luôn rồi. Đó. Hết rồi đó, em cũng theo đó à. Thằng Sang cũng làm cuốn đi Sang. Đây, anh cũng dùm cuốn này còn nè. Đau bụng quá. Vâng. Cháy gì lắm, cháy luôn đó kìa. Gì hả? Có lửa mạnh lắm. Ngoài này có gió lưu 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 nè, bởi vì lửa nó cháy nó bớt nóng. Cuốn đi anh Hải, vô đi anh Hải. Cuốn giòn quá. Cuốn sẵn đi. Chiên bột giòn giòn, giúp thêm môn cái nó thơm. Bột này một giòn mà. Cái này nó còn sống em bỏ vô chén em hay không Phước? Chưa mà cái mình chiên này mà thiếu khoai môn nó cũng mất ngon nữa nghe, không ngon á. Vô cái ra. Khoai môn đó. Đó là trong bộ của người ta là phải bộ tứ nó phải ngon vậy. Vô. 2 3 vô. Mày nay thiếu vắng không? Với Việt. Long à về nhà anh nấu cơm cho hai đứa cháu ăn rồi cả nhà. Vợ giấc này đi làm chưa về tới. Quán ba cải xanh này vô ngon ghê ngon quá. Ngon. Để vô cộng vô nháy nó thơm. Thơm, cho nháy thơm. Cái nháy cái này muốn tàn à. Anh ăn gầm đũa gì ba nè, anh lại mày nè. Ngon. Ngon không? Thứ gì ngon? Thứ gì chỗ đó? Mày ăn gầm đũa cầm được. Bà Ngọc có miếng cá chiên nha, với chị Ngọc nha. Cá chiên bột. Chị Ngọc nào? Chị ơi, anh chị Ngọc đi. Anh chị đi. Vũ anh cắt mà tôi không biết cái bề nào ngang, bề nào xuôi chứ. Là sao? Vuông vuông không à? Vuông vuông không à? Hải ấy về không mà chị mình chứ Hải. Chị là chị nhà mình á, vợ đâu đó mời hết trơn mấy anh em ơi. Mời cái nhà với chị rồi còn anh vợ rồi còn nữa. Vợ cũng như vợ cũng như trong nhà còn nữa. Mời cái nhà với mời vợ đó quá. Hay quá anh Hải ơi. Anh Hải nó có lý quá vô cái cả. Vô. 1 2 3 vô. Chị mời mấy chị vô. Cả nhà luôn nha. Vô đi Vũ. Vô. Đã. Giờ cái đợt này chính là đợt xong để vô cái là ăn kịp rồi đó. Không, mình ăn phải chờ, phải đợi như gì nè, nó mới ngon. Ngon mới ngon. Nóng á, miếng nào đem ra nóng miếng đó ăn ngon. Thôi sang gác máy lên nó đi lại rồi ăn cái nem đi cho vui. Được. Gấp đi. Dạ. Còn nóng nè. Gấp miếng đó ra. Đây nè.
Dắt này dầu nó nóng rồi mau về. À, cắt luôn ha, em cầm cho anh cắt. Rồi, dắt máy lên rồi hai tay mình ăn thoải mái hơn chút xíu đó nha. Thôi cầm cầm máy chút đó nha sao. Dạ, dạ, đây em cố gắng em cầm chút nữa. Dạ, nổi rồi. Mới vậy cắt rồi, lúc nổi rồi cắt ra cái. Đây, để em ra tay vô. Rồi cắt chút em đổ vô hết. Cái gì vậy hả? Cái gì anh thớt? Ồ, tôi cùng này làm đi. Ồ, căng nữa rồi. Ồ, dạ. Ồ, dạ, quá thơm. Thơm. Quá hay. Thơm vừa thơm rồi chứ. Khoan mất, mất của hành luôn mất. Chung luôn. Quá thơm. Dụ gì như cầm đũa tay trái mà cầm kéo tay phải em làm được dữ lắm. Mời, sao? Tại vì thuận tay trái. Mà sao mà em cắt nó không em cắt được mà em gấp đũa gấp nó không được. Kìa. Thì thuận tay phải không? Anh bán. Đâu, thuận tay trái. Mạnh vô đi trời. Ừ, thuận tay trái mà cầm đũa tay phải cầm nó không được. Ăn được gì ăn đi ăn ơi. Vớt hoài à. Dạ, dạ ăn có ăn được trái mà cầm đũa tay phải không nhớ giờ nhiều lắm rồi. Năm nay anh ba đường tuổi nên ba nay 50 sáu mấy rồi, mấy mươi rồi. Năm hai rồi, hay năm ba. Năm ba rồi. Thôi em Út cũng chúc mừng anh ba được thêm một tuổi hơn ba, chúc anh mãi mãi không quà ha. Không phải không. Không quà. Không già. Trẻ đẹp y gian như hoài luôn. Rồi, tặng cho câu sau này căng à nghe. Thôi vậy vô nào mời cả nhà. Thôi vô. Thôi vậy thôi. Để vũ mà biết rõ vô. 1 2 3 vô. Đang quăng quăng cuốn. Ôi nóng nóng lại xuống ăn luôn. Có được. Đến ba kìa. Má ăn một bữa đi ngày dài cho má ăn trước đi. Có rồi. Lâu rồi mấy anh vẫn mấy anh thủ quấn trước chân à, rồi còn cái em chưa quấn rồi sao vậy? Thì anh thủ quấn trước đi, mình quấn sau cũng sao ha. À, vậy là quấn sau đi. Mình phải nhanh tay nha Vũ. Nhanh tay mới được à. Mình quấn sau phải nhanh tay hơn chút xíu. Cái món này thì mình vừa chiên vừa ăn như gì nè, nó mới ngon. Mới ngon. Để tính ngủ rồi cái đầu với cái dầu á, nó hơi dầu. Nó không được ngon, nấu nó ngon. Dạ, nó gì vậy? Hải này Tết này được nhiêu nồi anh Thác anh Hải? Bốn mươi bốn. Anh Hải mới tròn có 44 tuổi. Còn gì? Còn cái gì còn gì, còn rồi, còn gì hả? Không hiểu nào không vô đi quá hoài. Nhìn nó là nhìn hồi. Còn em á, còn em thì năm nay được có ba mấy chăng qua. Hỏi phước nhiều phước. Phước nhiều. Quên mẹ. Uống quên. Rồi còn em thì năm nay mới có tròn có 37 à. Mới có tròn à. Nó hả? Tròn. Hồi gì em Vũ lớn em tuổi. Anh Vũ tuổi gì tuổi Chính châu hả? Châu. Châu nhiều mấp. Châu. Tuổi thủ 41. 41. Tuổi 35. Anh ba. Châu này anh Châu á. Anh ba ơi. Anh Châu này anh Châu xanh ban ngày nè. Châu này ra ban ngày bị dị cực nè. Bây giờ ta ăn châu mà ra ban đêm á, ăn châu sung sướng lắm. Trang, tôi nói 35 cái anh ba anh dòm, 35, 35 lộn. Không, anh này cũng hót cỡ 53 nữa. Lộn lại 45. Châu, 45, 54, 45 mới được chứ. Trời ơi, nó lại đâu ơi. 38 mà, tới thì 35. Rồi, tới thì 38 nè. Vậy hả? Dạ, tôi tí nha. Tí. Trong nhóm mình có ai tuổi dê không ta? Hả? Tí dê không? Tí dê hay gì? bởi vì ai cũng hiền chứ không ai dê chứ mà không ai dê mà nó bè bè không ai dê mà không ai dê lại cái giá là ta nói là tuổi tí nó thôi đợi anh Hải đợi đi nhà gì quá à, chắc này đi mồi đây uống đi sang uống mạnh vô đi uống sang vô đi nhỏ lửa thôi chắc này nhỏ lửa thôi là mình cúng trước đi sang ơi không chịu mình cúng sau
mực nữa rồi đi. Con. Đó. Ngon rồi mình cứ ăn mạnh mạnh vô đi. Chúng mình ớt quá trời cây. Nẻo vô vô đi cho nó. Ăn mà mùa hồi hám đổ luôn rồi. Anh cứ cuốn đi, đây tao uống, tao uống nha. Không, vô vô luôn chứ. Vô, vô luôn. Vô. Rồi, vô. 1 2 3 vô. Mời anh ba. Đổ luôn. Ăn xong chút xíu mình chan miệng luôn nha. Chan mình vậy. Dạ. Vậy à, cả nhà mình đụp nhãn nha. Xin phép ba cho con mời cái nha ba. Này cái này là chấm sao ăn sao? À, anh lặn nãy anh lặn anh thập rồi chắc này anh hỏi. Lặn thập không nha. Ừ. Lặn thập mới chịu chứ. Quằn tới đắt trên má ba vậy nè. Đó lấy chị cái chàm mà chỗ giống lên chân á. Nó mắm không? Vô vậy cơm cái nặng chứ. Còn cho em nước rồi. Nước đi. Nặng mới ngon. Không mà chấm này lạc bạc vậy ngon. À, ngon nữa thì anh em mình trước khi kết thúc clip thì cũng không quên chúc cho cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Happy New Year một lần nữa nha. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Sẵn đây chúc mấy anh em mình luôn nha, là mãi mãi hoài vậy nha. Chúc anh em đoàn chúc kết nha. Còn anh em mình là mãi mãi. 1 2 3 go. Vô vô chạy. Vô vô làm lại. 1 2 3 Happy New Year.